Hôm nay I Network lại có bonus các bạn ơi. Đây, mới có thông báo đây, mình kích vào xem được bao nhiêu. Được 177% các bạn ạ. Đó. Ai này thực sự là khó khai thác đấy, không phải đơn giản như các bạn nghĩ là cái số số dư ở đây nó quá nhiều thì thì thì, thì cái số lượng ai khai thác trong cộng đồng nó rất là nhiều nên giá nó rẻ không có đâu các bạn ạ. Đây các bạn xem hôm trước mình mới chỉ quên đây, về biểu một tuần cho nó xem này đây là tốc độ khai thác trung bình thì tầm khoảng 400 ai một giờ thế nhưng mà các bạn xem khi mà các bạn quên nửa ngày thôi nó trừ dã man luôn các bạn xem này đây này đấy cái hôm trước mình quên các bạn xem trừ tương lai thì bằng gấp cứ trừ một tiếng khi mà quên khai thác ai bằng 4 tiếng mình khai thác được như vậy là một ngày có 24 giờ chỉ cần sáu cái 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 lần trừ như này thôi mình đã mất một ngày khai thác ai rồi các bạn thấy dã man không? đó. cái ai bảo khai thác ai dễ thì mình nghĩ không dễ đâu. nếu mà các bạn không kiên trì theo đuổi dự án từ đầu thì chắc chắn là rất là khó. Thì dĩ nhiên ai mà theo đuổi được cái dự án này đến cùng có lẽ sẽ uh, sẽ có những phần thưởng xứng đáng với những người kiên trì. mình nghĩ là như vậy và thôi cứ cố gắng thôi. giống như cái kèo ví dụ như là avv, mọi người cứ chê nó nhưng mà khi mà mới lít sàn okx ấy, rất nhiều người mình biết tại việt nam mình có thể kiếm được đến hàng chục triệu với những cái tài khoản mà số lượng ivv về tương đối do đó thì với những cái kèo free như này thì nói chung là cũng chơi phong trào vui thôi và kiếm được tiền thật nhiều hay không thì ở tùy thuộc vào cái thái độ của nghiêm túc của các bạn khi mà tham gia vào cái dự án này thôi đấy các bạn nhé